đối thủ nặng ký của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị hoành tráng cho ASEAN Cup 2023. Đội tuyển Indonesia, một trong những đối thủ của đội tuyển Việt Nam, lên kế hoạch chuẩn bị hoành tráng trước khi tham dự sân chơi của châu lục. Vòng chung kết ASEAN Cup 2023 sẽ diễn ra vào đầu năm sau tại Qatar. Ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với các đối thủ rất mạnh là Nhật Bản, Iraq và đại diện của bóng đá Đông Nam Á Indonesia. Indonesia cũng là một thách thức không nhỏ đối với đoàn quân của ông Trusi. Để chuẩn bị cho sân chơi này, một trong ba đối thủ trên của đội tuyển Việt Nam là Indonesia đã lên kế hoạch tập huấn, thi đấu giao hữu. Theo đó, thầy trò của ông Shin Tae-yong dự định sang Thổ Nhĩ Kỳ để rèn chuyên môn. Indonesia sẽ có chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2023. Sẽ có một số trận đấu giao hữu cho đội tuyển quốc gia Indonesia ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, chúng tôi có thể một trận đấu tập cuối cùng ở Qatar. Trợ lý Nova Arianto của ông Shin Tae-yong nói trên tờ Bola của Indonesia. Trận đấu mà ông Nova Arianto nhắc đến khi có mặt ở Qatar là cuộc thử lửa với Iran. Đây là đối thủ mạnh, ứng cử viên cho chức vô địch ASEAN Cup 2023 nên Indonesia kỳ vọng sẽ là cử vật lý tưởng cho đoàn quân của ông Shin Tae-yong trước khi bước vào các trận đấu của vòng bảng. ASEAN Cup 2023 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024. Ngoài việc cùng nằm ở bảng D với đội tuyển Việt Nam ở sân chơi này, Indonesia còn đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Hai đội sẽ gặp nhau trong trận lượt đi diễn ra vào tháng 3 năm sau.